Điệp Mary là câu nói để dành cho siêu phẩm Kurosaki này, trông nhỏ nhắn mà xinh xinh thật sự các bác ạ. Vậy thì hôm nay hãy cùng xem anh tìm hiểu trong chiếc ghe này có điều gì đặc biệt nhé. Nhìn tổng thể, Kurosaki sở hữu một ngoại hình trẻ trung, năng động và không giảm phần sang trọng. Đường nét thiết kế mềm mại, hài hòa tạo nên một tổng thể cân đối và bắt mắt. Đèn pha LED tròn đặc trưng không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo khả năng chiếu sáng tốt trong điều kiện thiếu ánh sáng. Khi cầm lái Kurosaki, bạn sẽ cảm nhận được sự êm ái và ổn định vượt trội. Khung sườn chắc chắn kết hợp với hệ thống giảm tốc hiện đại giúp xe vận hành mượt mà trên mọi địa hình. Động cơ 4 trụ hoạt động êm ái mang đến trải nghiệm lái xe tuyệt vời. Và đặc biệt hơn, Kurosaki đã nâng cấp hơn về mặt thiết kế, chiều cao yên xe có phần nhỉnh hơn một chút, giúp bạn ngồi thoải mái khi lái xe. Nên cạnh thiết kế đẹp mắt và khả năng vận hành ấn tượng, Kurosaki còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại, cốp xe rộng rãi đủ để một áo mưa, một mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân khác. Đồng hồ Analog cổ điển hiển thị đầy đủ các thông số giúp bạn nắm bắt thông tin một cách dễ dàng. Có thể nói Kurosaki là một mẫu xe 50cc đáng để sở hữu. Tuy nhiên thì không phải mẫu xe nào hoàn hảo cả. Có một số người thì cho rằng yên xe hơi cứng hoặc là tiếng xe chưa đủ êm ái. Nhưng mà với những ưu điểm kể trên thì những nhược điểm đấy chỉ là những khuyết điểm nhỏ. Với thiết kế đẹp mắt và khả năng vận hành êm ái, Kurosaki sẽ làm hài lòng tất cả những khách hàng khó tính nhất. Hiện tại thì xe đang được bày bán tại hai cơ sở, đó là 145 Mạch Mai và 243 Trường Chinh, với mức giá chỉ hơn 20 triệu và có hỗ trợ trả góp nhé. Mà nếu như bạn ưng mẫu xe này hoặc là có những thắc mắc về xe thì hãy liên hệ với xe La Lanh nhé. Và tôi tin rằng xe La Lanh sẽ không là các bạn thất vọng.